Làm gì cái giò khép nép giống như mấy nhỏ gái dưới quê chạy xe đạp ghê ta. Bạn nhớ mấy nhỏ gái dưới quê chạy xe đạp chân nó như nè. Không phải đứng đây chơi đâu ông nội, đứng đây kìm cái chân á. Trời đất ơi, thằng này không quay phim nó tưởng mình đứng chơi mấy bạn. Thôi tôi quay. Vô. Ừ rồi, lóc cái mông lên vậy nè, chính xác. Đó, chỗ này cứng lên, gồng vô. Cái tay đi du lịch thì người ta thích, còn cái chân đi du lịch là sai. Ngầu chưa. Gym nữ tâm kinh, cực phẩm gymmer, thước tha đầy mạnh mẽ. Rồi, Duy Nguyễn và model nữ xinh xắn chào các bạn trở lại trong chương trình dẫn gái tập gym nha các bạn. Hôm trước thì Duy Nguyễn đã chỉ bạn này tập khúc dưới múp ngon. Khúc dưới là khúc này nè. Tính từ đúng đi xuống kêu khúc dưới, từ đúng đi lên là khúc trên nha. Tập gym nó làm vậy. Thì hôm nay tiếp tục chỉ em lại khúc dưới nữa. Tại vì đối với phụ nữ khúc dưới là khúc nó quan trọng lắm. Khúc dưới là khúc mình làm giàu mà. Cái gì nó nằm khúc dưới hết nha. Nên nhưng mà không lặp lại những bài cũ. Những bài cũ là những bài đơn giản, tập với máy PA với máy BBS. BBS thì anh còn nợ, anh chưa có chỉ em được máy BBS. Thì hôm nay sẽ chỉ em những cái bài tập freeway ở mức độ đơn giản mà em có thể áp dụng được nha. Okay. Rồi đầu tiên đến với chiếc này. Cái này là cái ghế BBL. BBL dùng để tập mông đùi. Cụ thể là đùi sau. Rồi bây giờ em vô đây em tập luôn cho anh. Em nằm úp mề đây. Nó là cơ chế úp mù nha các bạn. Ở trong thể hình gym nó cơ chế úp mù. Tên tiếng Anh nó là gì? Ron Les Core. Rồi em cứ nằm đi, từ từ để em phân tích. Từ từ chưa được, đừng nóng. Nè, xích lại xíu. Xích lại xíu. Nè, xích lại xíu, cái chỗ này nè, nó phải nằm đây nghe chưa. Rồi, em nằm đó đó, từ từ chỉnh từng khúc. Cái này nhảnh nhõng nhõng lên xíu, nó nằm này nó mới ra tiền mấy em. Rồi, nhảnh lên xíu, lưng chỗ này nữa. Ừ, ok. Ngực đừng có tì vô cái ghế sâu quá nó lép. Cái này là cái tiếp nha. Cái tiếp nha. Nghe các bạn, tiếp ngực mà tì vô ghế sâu quá thì nó hơi bị tức xíu. Đúng rồi, mặt nhìn lên, đó. Rồi hai cái tay cầm đây, ok. Chưa nha, từ từ đừng nóng. Cái gót, để ngay đây. Rồi tất cả mọi thứ, liếc vô kiến nhìn, lưu lại vị trí. Tập, rồi xong. Gồng chân, kéo lên, 1, 2, 3 giống như BBS thôi. Đó, tới đây giữ nè, ok. Rồi, thả ra. Đúng, giữ lại đây nè, không thả hết, giữ đây, rồi dứt. Đúng rồi, hãy từ từ thôi, đừng nóng nó đau mông nha, trời ơi quỷ à. Rồi, từ từ, rồi dứt, nhẹ nhẹ thôi. Đó, mình phải kiểm soát tạ. Ok, right, tiếp tục. Nhớ phải nhõng cái mông lên nó mới vô mông. Còn cái bài này mà không nhõng cái mông lên nó vô lưng. Vô lưng mà vô xương sống á nha mấy bạn, chứ không phải vô cơ đâu ông nội. Bởi vì tập mà cứ ngại nhõng mông không mà khổ ghê vậy đó. Có cái phao câu này. Nè nè, nó sai bét rồi nè. Đi khỏi chân đi du lịch. Cái tay đi du lịch thì được. Cái tay đi du lịch thì người ta thích. Còn cái chân đi du lịch là sai. Em nhớ nhắc anh làm bài nhạc cánh tay hư nha. Sao giờ nó sai bét vậy ta? Làm gì cái giò khép nép giống như mấy nhỏ gái dưới quê chạy xe đạp ghê ta. Bạn nhớ mấy nhỏ gái dưới quê chạy xe đạp chân nó như nè. Đâu cần. Vậy thôi bình thường. Nè cái chỗ này lỏng lỏng lên xíu. Nó bình thường, nó không cần phải banh chành ra mà nó đừng có khép lại nhìn nó quẹo quẹo. Rồi, một vị trí ở đây không có gì du lịch nữa nha. Cái chân không đi du lịch nữa đó. Rồi nhớ ở đây, dứt lên. Nè, đó. Rồi, thả ra từ từ thôi. Căng lại. Dến lên, đúng rồi. Quến lên, đúng rồi. Quến lên, đúng rồi. Nữa đây, đó, cái giò này. Cái giò này. Qua đây. Lên rồi thôi, tôi lóc cái giò này lại luôn quá. Cái giò này đi tụi bậy nè. Rồi, tập đi. Cái giò bên kia đúng mà cái giò này nó cứ quéo quéo mà sao á. Dứt. Rồi. Nữa nè bạn. Không biết con nào nhịn chân hỏi ra tôi thấy quéo quéo luôn nè. Rồi, ok, thôi kệ cũng được đi bạn ơi. Rồi xong. Rồi, mình nghỉ đi.
Thế nào tới lúc này cũng có mấy thằng khứa anti-fan Duy Nguyễn, đó là Duy Nguyễn dạy bài này để đĩa hàng. Ừ, dạy bài này để chỉnh nhìn chó lâu. Nhìn ông nội tôi chứ nhìn. Trời đất ơi, người ta tới tim công nghệ ông nội ơi. Bài này khó dạy lắm, tôi giỡn không. Đúng rồi, lên. Chính xác. Chỗ này quan trọng. Rồi dứt. Ê, chưa được. Cái chân rồi, cái chân chỗ này. Dứt lên đi. Dứt lên. Không nổi. Không nổi hả? Không nổi được. Rồi, nổi là gì phải không? Rồi, giờ lên đây. Rồi. Đó. Chạm nhẹ vô đây nè. Nhớ là vị trí ở đây nha các bạn. Chạm nhẹ vô đây. Đó. Đó. Nè, khi mà các bạn chạm nhẹ vô đây nè thì cái mông bạn này nè, nó gồng thấy bà luôn á. Nó dịch cái mông, cái tắt vô một cái nó lên cơ mông ở đây, ok? Ráng đi, trời ơi, thử cái gì muốn tiếp rồi. Vô. Vô. Ha. 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 Ủa nay đưa nhập em hay giùm cười quả em. Trời ơi, lên làm gán gì xong chóp này coi. Ai gì đâu cười quả vậy. Vô. Nhỏ nhỏ cho mấy chục triệu máy nó giỡn không. Nó bị. Rồi. Cầm cây vô đi. Nè anh qua đây đỡ cho em nhìn chú kiến nha. Dạ. Em thấy rõ. Vô. Ok, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thả từ, đã giữ nè, giữ, thả từ. Nào đẹp trai dữ trời. Rồi. Nè, nhìn anh tập nè. Ăn tiền là cái phao câu mấy em. Bây giờ dịch sim trống máy nó hơn nhỏ phao câu rồi. Ok, nè không? Rồi, nằm vô là ngay thế luôn nè không? Ngay đây. Đó. Không? Cái vị trí bình thường vậy. Đó. Không? Cái giỏng cái mông lên vậy nè. Chứ không có cái mông, không có mông sát. Tức là em lấy cái tay em thọt vô cái lỗ ở đây đó là cái tay em đi qua luôn nè. Không? Đó. Không, đó, vậy nè, cái vị trí này nè, nó vô mông nó ok. Còn cái chân ở phía sau á, em để gì cũng được, mà ông để gọng gọng ra gì cũng được, tùy. Mà anh nó thường thường để gọng gọng. Đó không, thả ra tay là giữ được không. Xong rồi lên đó. Tức là khi mình lên đó, là cái mông mình nó nhõng lên tí. Đó. Đó là như thế. Rồi. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em những cái bài tập trên cái máy này có tên là Back Hyperextension. Tên máy nó là như vậy đó. Thì cái máy này anh thấy em bên mình tăng tập mấy lần rồi. Nhưng mà em chưa có được sự training của Gym Chúa Vĩ Đại. Thì bây giờ anh sẽ dành ít thời gian ra để anh chỉ em như là các bạn theo dõi video để tập máy này. Rồi đầu tiên tập lưng. Tập lưng. Úp úp mề nữa. Tập rồi mày đặt giá này. Rồi, ok. Rồi, chỗ này nè. Cái chỗ này nó quan trọng. Tức là nó phải nằm ở gần gần cái bẹn á, để mình gập xuống được. Mà em chỉnh mà ví dụ như nó nằm ngay chân hay là nó nằm trên đây đều sai, cái chỗ cố gắng chỗ này. Rồi hai cái tay. Hai tay này xưa rồi, dành cho em bé mới tập bơi. Hai tay để ốm. Đúng rồi, vậy đó mấy em. Chưa. Đó, ngầu chưa. Ủa, có tạo kiểu luôn, rồi dứt. Xuống, đúng rồi. Nè, đau không? Đau. Ê không? Phê không? Phê. Ừ, nắng. Cơ đùi sao cứng dữ vậy? Rồi. Đó, này là tập nè. Này. Nhớ, tôi phân tích rồi các bạn nhìn nha. Mấy em nhìn nha. Đầu tiên á, ở cái động tác là chịu khó đi mấy em. Đây. Là tập đùi sau. Ok. Và nó căng mông ở đây. Nó căng mông ở đây. Lưng dưới chưa tác động. Rồi em tập bật lên. Bật lên giữ giùm anh. Đúng rồi, giữ lên. Đó. Cái vị trí này tập mông. Cái vị trí này tập mông. Bạn nên nhớ. Nên tại sao Duy Nguyễn nó cái bài mà nó vừa mông mà vừa đùi sau lần sao? Nó tập nè, nguyên khúc này luôn nè.
Đó. Rồi lên. Em cứ tập bình thường đi. Và cái lưng dưới được tập trong quá trình này nè. Từ từ nha, từ từ nha. Này, tập đi. Vô. Đó, 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 đó. Rồi, ok, tập đi gái. Đồ bỏ túi mà em. Rồi, dứt. Ghế xịn mà. Không phải đứng đây chơi đâu, ông nội đứng đây kìm cái chân á. Trời đất ơi, thằng này không quay phim nó tưởng mình đứng chơi mấy bạn. Nè bây giờ nè, em tập có anh đứng ở đây phê không? Phê không? Rồi giờ tự tập đi nè, nó ra đi. Đó, tự tập đó. Thấy không? Thất ơi, tao chim chúa mà. Đó, giờ ví dụ như giờ đứng đây chỉ tay năm ngón lấy tiền, chịu không? Đó. Chính xác. Nên các bạn tập bài này á, bạn hiểu là nó chỉ vô lưng không là chưa có đủ. Rồi đi ra. Vô lưng không là chưa có đủ. Đúng không? Nên lúc mà Duy phân tích á, các bạn chịu khó các bạn coi. Ôm, nặng, nổi ăn nặng không? Nổi không? Nó nặng á, nổi không? Đó. Các bạn tưởng tượng nha, ví dụ như ôm tạ tới đây nè. Cái cuối nó buông cái đùng ra đây nè. Buông gớt cái bộp ra đây luôn mà. Oh no. Đó, chịu nổi. Rồi tập đi em. Ôm tạ nổi không? Nặng không? Hơi nặng thì đổ 8kg, nhưng mà giờ ví dụ ông tạ này cũng được 9kg. Đó, 9kg nặng mà. Nói chung mình cũng hơi ác, thôi rồi đổi tạ. Anh thấy nhẹ thôi. Đẹp không? Ngay lắm, ngay lắm. Nữ tập tạ này nó mới đẹp. Đúng không? Chứ cầm mấy cục kia thì nó cũng không đẹp lắm. Rồi. Ê, rồi dứt. Rồi. Chút xíu gắn ôm lên luôn, cất nhà đừng trội. Rồi tập đi. Nè, tại sao bạn ngồi ngay đây nè, vịnh cái đùi gối, vịnh bắp chân thôi nó không lắc. Rồi tập đi. Thấy không? Bi đi có tâm mà. Vô. Hít thở đều đều nha. Rồi. Đó. Mốt tập này giảm mỡ chỗ này tăng 5kg cơ. Đó. Vô. Ráng đi gái ơi. Về mẹ chờ cơm. Vô. Tập mệt nghỉ à. Tập mệt nói xong rồi lên anh tạ ra cho. Ơi đâu tạ, cũng tạ. Anh chỉ lo cũng tạ thôi. Anh chỉ lo cũng tạ thôi. Rồi buông đi. Rồi em sao. Tạ thôi. Rồi xong. Nhưng mệt tí thì chỉ về khác. Rồi bây giờ em. Bây giờ em nằm nghiêng, kéo chân một bên, tập bụng xuyên. No. Ok, nằm đi em chỉnh cho. Hai chân trước chân sau cũng được. Nó có tự nhiên không vậy? Rồi. Nhưng mà cái chân của em nè, nó phải có một cái chân trên á, nó phải tự vô bát này để nó chịu là. Không hay anh phải vô nữa, ôm chân em nữa, công em bo anh nha. Rồi, ok, tập thử một cái coi đẹp xấu sao đi. Đó, té hả? Sao nhìn nó xấu xẹo vậy? Xéo không có má ơi. Đâu, xích lên xíu rồi. Rồi, tập sao cho nó ngay ngắn người vô vậy. Ừ đúng rồi đó, nhưng mà em. Rồi. Đổi bên. Rồi. Đổi chậm nhẹ, đổi lọc quá một cái thôi. Rồi. Rồi. Rồi để đó cho anh. Rồi. Ok. Này tập bụng xiên nha. Rồi. Rồi giữ nguyên cái đi, đừng cố gắng nữa. Ok. Cái tay này cầm tạ đi em. Tay dưới á. Ok. Rồi cái tay này nè. Đúng rồi. Đó. Đó. Rồi ráng thả tạ giữa. Đúng đây đau. Ok. Bụng xiên nha. Chỗ cái tay em giữ nè. Bụng xiên ở đây nè. Rồi dứt đi. Mạch nghỉ. Ok. Luyện công đi. Luyện đi nhớ bài. Ok. Đó, tập đi giảm mỡ bụng nha, xong rồi tăng cơ đồ. Rồi. Đó,
xong rồi đổi bên tập vài cái nữa đi. Chưa quen đi. Chưa quen mà. Rồi. Nè, cái đùi là cái nó chịu như ghế. Em xích lên. Xích lên xíu. Ok rồi. Rồi. Dứt. Một. Hai. Ba. Đó. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Đó. Tám. Rồi ok. Tốt. Ra ngoài nghỉ ngơi đi em. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.